Diễm Thi và Trang Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Truyền Tự do. Xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ ba ngày 26 tháng 3 với một số tin tức đáng chú ý. Việt Nam lên án việc tàu Trung Quốc bắn vào tàu ngư dân Việt Nam. CBS xin lỗi vì chương trình The Amazing Race quay ở Hà Nội. Thưa quý khán thính giả, Việt Nam hôm qua cáo giác một tàu Trung Quốc bắn vào tàu đánh cá Việt Nam tại gần vùng Hoàng Sa, tố giác rằng hành động này là một sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nói rằng chiếc tàu đó của Việt Nam đang đánh cá gần quần đảo Hoàng Sa hôm thứ Tư tuần rồi khi tàu này bị một chiếc tàu của Trung Quốc đuổi bắn làm cháy cabin. Qua một bản công bố trên website của Bộ Ngoại giao, ông Lương Thanh Nghị cho biết Việt Nam cực lực phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra và nghiêm túc ứng phó hành động vô nhân đạo và sai trái ấy, cũng như bồi thường tổn thất cho các ngư dân Việt Nam. Truyền thông trong nước cho biết, chiếc tàu cá mang số hiệu QNG 96382 của ông Bùi Văn Phải, ngụ tại xã An Hải, huyện Lý Sơn điều khiển, bị tàu tuần tra của phía Trung Quốc bắn cháy rủi nóc cabin. Chiếc tàu thoát nạn về được đến Lý Sơn hồi cuối ngày thứ Sáu vừa qua. Sự kiện xảy ra hôm 13 tháng 2 khi một tàu của người dân Việt Nam đánh bắt hải sản tại khu vực quần đảo Hoàng Sa bị tàu Trung Quốc bắn phá. Trả lời đã cho tự do, thuyền trưởng Phạm Quang Thạch của chiếc tàu thuận lại chi tiết chuyện tàu bị Trung Quốc rượt bắn như sau. Sáng ngày 13 là trong lúc đang anh em đang lặng làm thì em phát hiện có hai chiếc tàu hai chiếc tàu của trung quốc áp sát vào tàu em dùng súng nó bắn thẳng vào tàu em lúc đó là em đã chạy ở trong thì em em đứng ở trong cabin nhé yeah. em phát hiện là em nghe chỉ có tiếng nổ Ông tiếng nổ thì em phát hiện là tàu của em đã bị cháy cabin lúc mà ngọn lửa cháy nó đã bỏ đi khoảng cỡ tầm ba phút sau là mới dập tắt xong lửa thưa quý vị trong những năm gần đây Trung Quốc ngày càng có hành động gây hấn ở biển đông cho tàu tuần tra tại các vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Bắc Kinh nói là thuộc chủ quyền của họ đơn phương ra lệnh cấm đánh cá cũng như dùng võ lực xua đuổi bắn giết hành hung chấn lột người dân Việt Nam Việt Nam hôm qua công bố cắt giảm lãi suất lần thứ bảy trong vòng hơn một năm sau khi đà tăng trưởng kinh tế chậm lại tới mức thấp nhất hồi năm ngoái kể từ trên một thập niên nay. Theo một bản công bố trên website của ngân hàng trung ương này, thì lãi suất chiết khấu được hạ từ 7% xuống còn 6%, có hiệu lực từ hôm nay, thứ ba, 26 tháng 3. Việc cắt giảm lãi suất diễn ra vào lúc nền kinh tế Việt Nam gặp khó khăn đáng ngại do khu vực ngân hàng nội địa gặp phải nợ xấu, nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài sụt giảm, các công ty quốc doanh gặp thêm khó khăn tài chính. Khi kinh tế Việt Nam tiếp tục suy thoái, kinh tế gia Gareth Leather thuộc công ty tư vấn Capital Economics tiên đoán lãi suất có thể giảm thêm 1% trong 6 tháng cuối năm nay. Tại Trung Quốc, tin cho hai nhà cầm quyền đã thu được 5.000 tỷ đô la lợi nhuận từ việc cưỡng chiếm đất đai của nông dân bán cho giới đầu tư phát triển một kinh tế gia cao cấp cho biết như vừa nêu vào lúc hoa lục trải qua tiến trình đô thị hóa quy mô thì việc cưỡng chiếm đất đai ở nông thôn khiến làm bùng phát nhiều cuộc chống đối của nông dân gây lo ngại cho đảng cộng sản đang cầm quyền vốn xem tệ nạn tham nhũng và bất ổn xã hội đe dọa đến quyền lực của đảng theo luận định thì các quan chức có thể cung cấp tiền bồi thường cho nông dân cao tới 30 lần giá trị sản phẩm từ đất đai, nhưng trên thực tế họ ăn trận khoản tiền bồi thường này hay áp đặt giá bồi thường rẻ mạt rồi bán cho các nhà đầu tư với giá cao hơn nhiều. Kinh tế gia Ngô Kính Liễn thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho biết, một số cơ quan chính phủ thu được chừng 30.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 5.000 tỷ đô la trong việc đền bù không thỏa đáng giá đất qua công cuộc đô thị hóa hoa lộc trong những thập niên qua. Và cuối cùng thưa quý vị, đài truyền hình CBS của Mỹ đã chính thức lên tiếng xin lỗi về show truyền hình The Amazing Race quay ở Hà Nội. Trong một thông báo đưa ra hôm chủ nhật vừa qua, đài CBS viết: Với tất cả sự kính trọng dành cho các cựu chiến binh Mỹ, những người đã từng phục vụ trong chiến tranh Việt Nam, chúng tôi xin chân thành cáo lỗi vì một số cảnh quay tại Hà Nội của chương trình này đã phát sóng hồi tuần trước. Tường cũng xin nhắc lại, chương trình The Amazing Race của đài CBS Quay ở Hà Nội mới đây đã gây phản ứng mạnh cho người xem, những người cho là phản cảm và xúc phạm các cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Nguyên nhân chính là các thí sinh tham gia đã phải ghi nhớ lời một bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuối phần thi, các thí sinh The Amazing Race phải đoán lời một câu trong bài hát sau được hé lộ trong chương trình Vinh Quang thay thế hệ thanh niên chúng ta. Sau khi CBS phát sóng chương trình này tối thứ tư 20 tháng 3 vừa qua, dư luận và truyền thông Mỹ đã phản ứng khá mạnh mẽ. Rất nhiều người cho rằng việc ca ngợi Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản và sử dụng máy bay B52 bị bắn rơi làm đạo cụ cho chương trình là một điều xúc phạm đến những cựu chiến binh người đã hy sinh vì lý tưởng tự do dân chủ. Trong số các tiếng nói phản đối có cả thượng nghị sĩ John McCain, một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam và bị bắt giam nhiều năm tại nhà tù Hỏa Lò Hà Nội. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfatiếngviệt.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, quý vị có thể vào trang web của RFA tại địa chỉ áchautựdo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Diễm Thi và Trang Như xin kính chào tạm biệt.